một hai sáu bảy lên một hai. Rồi em chào mừng tất cả các bác cùng quay trở về với Quân Audio và tiếp tục các video. Thì ngày hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu cho các bác. Ở ngày hôm nay em có hai bộ mic chính thức xả cho các bác, hai bộ mic K1008. Đây là một dòng mic của 3G Audio các bác nhá. 3G Audio là một thương hiệu đến từ nước Đức. 3G Audio là một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng với các bác từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Thì một hai ngày hôm nay thì cũng thông báo đến cho tất cả các bác rằng một hai ngày hôm nay thì bên Quân Audio cũng rất là cũng thực ra là em không có thời gian để em lên video thường xuyên để giao lưu các bác. Bởi vì hiện tại cửa hàng nhà em là đang chuyển địa điểm ra cái địa điểm mới, làm sao cho nó rộng rãi hơn và nó sẽ tức là nó rộng rãi hơn và nó có điều kiện tốt hơn để phục vụ cho tất cả các bác. Có điều kiện nó tốt hơn để phục vụ cho các bác. Thì một sắp tới sang đầu tháng 8 âm lịch, tức là hôm nay đã là cuối tháng 7 âm lịch rồi, thì đầu tháng 8 âm lịch thì bên nhà em sẽ chính thức chuyển sang cửa hàng mới. Và cái ngày mà em chuyển sang cửa hàng mới thì sẽ ưu ái cho các bác rất là nhiều. Em sẽ livestream trực tiếp ở cửa hàng mới để ưu ái cho các bác với những mặt hàng, tặng quà cho các bác để nhân dịp mà nhà em mà chuyển địa điểm mới, để có đầy đủ cơ sở vật chất ủng hộ cũng như là để phục vụ các bác được tốt hơn. Thì ngày hôm nay thì cũng chính thức là có hai cái bộ mic 3G Audio mà nhà em dọn nhà nhá. Hiện tại là em đang dọn nhà, em đang dọn cái chỗ cửa hàng hiện tại của em để chuyển sang địa điểm mới, thì cũng có hai bộ mic này, nôi ra được có hai bộ mic này thì cũng bán rẻ cho các bác. Nếu bác nào thích thì có thể là thứ nhất là em lên video giao lưu các bác, thứ hai nữa là bác nào mà yêu thích cái dòng mic này thì em có thể để lại cho các bác với cái giá tốt để cho các bác về có chơi nhá. Rồi bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhá, và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Và sắp tới, thời gian sắp tới thì khẳng định các bác rằng sẽ có rất nhiều sản phẩm tốt cũng như là giá thành tốt nhất có thể để phục vụ tất cả các bác. Và cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì cái vấn đề hàng hóa nó đi nó có chậm thì mong các bác phải hết sức thông cảm cho bên em, bởi vì cái điều này là điều bên em cũng không hề mong muốn các bác nhé, không hề mong muốn, bởi vì là cái thời điểm hiện tại, thời điểm dịch bệnh, hàng hóa đi lại rất là khó khăn, cho nên là các bác phải hết sức thông cảm cho em. Tất cả các bác đã đặt hàng bên em thì bên em đã gửi hàng hết cho các bác rồi. Đấy, các bác đặt hàng là bên em sẽ gửi hết cho các bác rồi. Đấy, có điều là đi hơi chậm một tí thì mong các bác hết sức thông cảm. Rồi ngày hôm nay em có hai bộ mic mã là K1008. Đây là một dòng sản phẩm của 3G Audio các bác nhé. 3G Audio. Đấy. Và hôm nay chỉ có hai bộ duy nhất thôi. Một bộ là lút nguồn bấm này và một bộ lút nguồn gạt. Để em giới thiệu qua một chút. Rồi đây. Con này không có tự ngắt nhá. Đây là dòng mic chuyên nghiệp chuyên sự kiện nhá. Đây. Cho bác xem vỉ mạch này. Đây là dòng mic chuyên sự kiện nhá. Vỉ mạch của nó này là tùy màu xanh. Đấy, vì xanh. Và dòng này thì sóng của nó em bao cho các bác làm sự kiện thoải mái luôn. Đằng sau rắc ca lông, rắc 6 ly đầy đủ cho các bác kết nối. Được chưa? Con này dòng 6 số. Con này đặc biệt, con này thì nó lại không có tự ngắt các bác nhá. Đây là dòng mic chuyên nghiệp cho nên không có tự ngắt nhá. Được chưa? Không, mic chuyên nghiệp cho nên không có tự ngắt. Đấy, nói luôn không tránh các bác hỏi có tự ngắt hay không. Đấy các bác nhìn là các bác biết, được chưa? Nó dòng mic chuyên nghiệp. Em có hai bộ duy nhất thôi. Đây cho các bác xem tay chân luôn này. Đây. Hai bộ duy nhất chứ không có nhiều. Đây bộ này hiện tại em đang cắm này, bộ này hiện tại em đang cắm đây. Đấy chưa? Đây và một bộ lên nữa. Đấy, bộ này là công tắc gạt này. Công tắc gạt này của nó là cũng rất là chắc chắn nhá, chứ không phải là công tắc bấm. Đấy chưa? Công tắc gạt. Đây. Đây, 3G Audio. Con này thì củ côn của nó là vẫn còn zin nhá. Củ côn là vẫn còn zin nhá. Pin thì là cài cạnh, pin cài cạnh cho nên là các bác yên tâm một điều rằng pin cài cạnh thì rất là chắc chắn. Đây. Củ này là củ 3G Audio các bác nhá. Pin cài cạnh này cho nên là nó không có lẫy pin đâu nha, các bác không phải sợ nó gãy lẫy pin gì cả. Nước sơn thì em nói luôn, tay này em đã sơn lại rồi, tay sơn lại rồi nhá. Đây, tay sơn lại rồi, rất đẹp. Báo giá luôn cho các bác cùng tham khảo cùng chơi này. Alo để tính mic xong em báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo này. Hôm nay em có hai bộ mic 3G Audio, hai bộ mic 3G Audio mã là K1008. Đây, tay chân này sơn lại rất đẹp luôn và tất cả hàng là vẫn còn nguyên zin hết, chỉ có nước sơn này em sơn lại thôi các bác nhá. Chỉ nước sơn em sơn lại thôi. Alo tiếng mic cho các bác nghe này. Đây, mic em đang bật đây nhá. Để to lên tí này. Đây, 1 2 6 7 lên. Hai bộ duy nhất bán cho bác giá rất rẻ, 1.700.000 một bộ. 1.700.000 một bộ. Bình thường cái dòng này là nhà em cung cấp cho bác là hơn 2 triệu. Thực sự luôn là có hai bộ duy nhất là em bán cho bác giá rẻ hơn, 1.700.000. Thanh lý cho các bác để dọn nhà cho các bác. Hai bộ duy nhất này, 1.700.000 một bộ nhá. Hàng sẽ được bao ship và bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Được chưa? Bảo hành 6 tháng để cho các bác yên tâm sử dụng luôn, các bác không phải suy nghĩ. Đấy, hàng này hàng có bảo hành, 1.700.000. Đây em sẽ thử test thử cho các bác cùng nghe cái chất lượng âm thanh của cái con này.
của cái bộ mic này, xem nó ra như thế nào nhé. Em sẽ test thử một chút cái chất lượng âm thanh của cái bộ mic này. Cái bộ mic này thì thực sự là bộ mic này thì nó dành cho các bác nào mà yêu thích cái sự sạch sẽ nhé. Bác nào yêu thích sự sạch sẽ của bộ mic này. Đấy, bộ mic này tiếng rất sạch sẽ và tiếng rất thật. Cái quan trọng là tạp âm rất ít. Đây, hiện tại bộ mic tay em cầm đây vẫn bật nhưng không hề có tạp âm bị sôi ra loa, bởi vì cái tiếng của nó tiếng rất sạch nhá, rất sạch. Đây, báo pin này, lên một tay, ngon chưa? Đây em sẽ thử hát thử cho bác nhẹ nhàng. Mình hát rất nhẹ, con này thở cũng ra hơi luôn. Đây, bộ mic này 1.7 triệu các bác nhé. Lên, lên sáu, đi. Bờ mi ơi xin đừng ngấn lệ như ngày em bước đi. Giờ than van cũng nghĩ gì người bận tâm chi. Giờ đây phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ âu sầu. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Lên 1 2 6 7, lên 1 2, lên 1 2. Rồi các bác nghe chưa? Em thử qua test qua một chút thôi cho các bác cùng nghe cảm nhận cái chất âm, cái sự sạch sẽ của cái bộ mic này. Thực sự nó quá sạch sẽ luôn. Và bộ mic này là bộ mic chuyên nghiệp của 3G Audio các bác nhé. Sản phẩm này em cung cấp cho bác 1.700.000, có hai bộ duy nhất thôi. Bác nào thích thì có thể liên hệ trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin cho em số điện thoại 0982 83 86 95. Rồi ok, em cảm ơn các bác rất là nhiều cùng xem video bên em ngày hôm nay. Và các bác vui vẻ nhé, bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhé. Và ủng hộ bên em xin nút like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Và thời gian này thì rất mong các bác hết sức thông cảm cho bên em về cái vấn đề vận chuyển hàng nó có đi hơi chậm một chút các bác nhá. Rất mong các bác thông cảm. Rồi cảm ơn các bác rất nhiều. Cùng hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.